quý cô chú anh chị, như là đã hứa thì hôm nay em lại tiếp tục lên áo khoác vest nữ dành cho các chị các cô nhé. Thì y hệt như các video trước đó, phí ship gần xa sẽ là 30.000, nhưng mà mình mua 3 sản phẩm trở đi thì bên em sẽ reship tất cả những cái sản phẩm đồng giá là 50.000. Em đảm bảo là không lỗi, nếu có lỗi thì bên em sẽ báo nha. Và mình khi mình nhận hàng á, gì đó có lỗi thì mình cứ báo lại bên em. Tất cả những cái hàng áo vest sẽ là hàng si Nhật, 100% hàng về từ Nhật, độ mới đảm bảo 80%. Đối với áo vest á, thì mình rất là dễ xài. Mình thứ nhất là có thể mặc dạng đi công sở, dạng áo vest á, mình khối đồ. Thứ hai là mình mặc dạng áo khoác bình thường hàng ngày cũng được, ok nha quý cô chú anh chị. Thì tùy theo cái kiểu em sẽ phỏng phỏng giá thường á, là từ bao nhiêu ký trở xuống, ví dụ như từ 50 ký trở xuống hoặc là 65 ký trở xuống. Mình coi kiểu mẫu giùm em ha. Đối với những cái hàng sale mà gọi là sale lỗ như thế này thì bên em sẽ gọi là không nhận đổi trả, chuyển khoản trước bên em đi đơn và không giữ hàng nha quý cô chú anh chị ha. Mình chốt rồi thì mình sẽ không xả sau khi chốt. Danh sách sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ lên ngẫu nhiên màu sắc gì đó vân vân rất là nhiều, mình cứ lựa giùm em. Áo khoác thì em cũng sắp gần hết rồi, hình như là cũng 3-4 video rồi, có thể là khoảng 1-2 video nữa là em sẽ hết hàng, cho nên mình tranh thủ. Cái sản phẩm ngày hôm nay đầu tiên sẽ là một cái chiếc áo gọi là áo vest mà rất là nữ tính luôn, có hai cái nơ hai bên, có hai cái túi và có những cái nơ để quý cô chú anh chị ha. Mình nhìn cận cảnh cái chất giống như chất giả thuyết vậy đó, luôn luôn là hai lớp nha quý cô chú anh chị. Và ở đây là cái cổ của nó rất là xinh, tay dài, ở phía sau nó sẽ phối những cái họa tiết gì đó, nhưng mà size nhỏ thôi, dành cho các chị các cô tầm khoảng 50-52 kg quay đầu thôi, 55 kg thì cũng ok. Còn nếu mà mình gài á, còn mình không gài thì có thể sẽ tăng hơn một tí xíu. Cúc rất là đẹp, tay thì sẽ chỉ xẻ như thế này thôi, không có nút. Hai cái nút này rất là xinh nha quý cô chú anh chị, nhìn rất là vin vin ha. Và nếu mình nhìn xa xa thì mà em này là màu đen và nó có hơi ánh chiếu nhũ vào ban đêm nha quý cô chú anh chị, cho cái cổ đẹp quá. Lên giùm em mã là 2276, 2276 50.000, bên em bán 50.000 mua 3 sản phẩm reship 2276. Rồi em sẽ lên một cái siêu phẩm nữa, một em này là màu muối tiêu, nó sẽ có hai cúc nha các chị. Tầm khoảng 65 kg quay đầu đi, 65 kg. Tay mình sẽ có thể xăng hoặc là mình cứ để như bình thường. Hiện tại là bên ta xăng lên một cái và nó sẽ có 4 cúc nè. Mẫu này thì ta to dành cho các chị, luôn luôn bên em là hai lớp. Ở phía sau rất là đẹp, phối thêm cái họa tiết nữa ha các chị ha. Màu này là màu xám muối tiêu thôi chứ không phải màu đen đâu, rất là xinh, mặc cái này rất là sang ha. Trên đây coi có size không, ghi size 13 em cũng không biết nữa. Lên giùm em mã 2235, 2235 dành cho các chị tầm khoảng 65 kg quay đầu, 2235. Tất cả sản phẩm ngày hôm nay sẽ là 50.000, mua 3 sản phẩm free ship. Em có một chiếc muối tiêu màu hơi ánh nhũ, có những cái họa tiết ha. Ở đây là đáng lẽ là cái cúc của em này nó như thế này đó, cúc gà lại hết đó chị ha, đẹp quá. Hàng Tokyo, tay dài, phối tới 4 cúc và bộ cúc nhìn rất là vin nè các chị nhìn ha. Màu cũng là màu xám muối tiêu, nó có họa tiết rất là đẹp luôn. Mẫu này sang, tầm khoảng 60 kg quay đầu. Lên giùm em mã là 0187, 0187 dành cho các chị 60 kg quay đầu. Trời ơi đẹp quá, đi không sợ là đẹp. Em có một siêu phẩm 50.000 là siêu phẩm này, là các chị mình phải tranh nhau thôi. Màu là màu xám đen nha, nó có họa tiết nguyên khá hai hàng cúc và phối thêm những cái đường chỉ rất là đẹp luôn. Tay của mình là tay dài, tầm cho các chị khoảng 65 đến khoảng 70 kg quay đầu ha. Nếu mình không có gài như thế này thì 70 kg. Luôn luôn là hai lớp, tay dài, quá trời đẹp rồi. Siêu phẩm này thì các chị mình chốt giùm em cái mã là 2249, 2249 70 kg quay đầu, 50.000 mua 3 sản phẩm free ship. Em có một em màu xám muối tiêu hơi đậm ha. Hai túi hai bên, hai nút, và ở phía dưới tay thì sẽ có 3 nút còn đầy đủ hết, bên trong là 2 lớp, dành cho các chị tầm khoảng 60-63 kg quay đầu. Lên mã giùm em 2275, 2275 rất là đẹp nha các chị ha. Cái này mình có thể bỏ vào bên trong như thế này cũng được luôn, hoặc mình để ra bên ngoài tùy theo các chị thôi. Đó, đẹp. Em có một em màu đen, dạng mình đi công sở, khoảng 55-58 kg quay đầu. Nguyên cái dàn cốt còn đầy đủ. Ở dưới đây thì một nút rất là trẻ trung, phía trên đây có một túi và hai bên túi to. Cái chất này là mình mặc nó hơi dày nha các chị ha. Phía sau sẽ như thế này, dành cho các chị tầm khoảng 60 kg quay đầu. Lên giùm em mã số là 2263, 2263 màu đen, 2263. Em có một em size nhỏ thôi, tầm khoảng 55 kg quay đầu. Cái chất này thì nó có hơi dạ dạ, giống như nhũ nhũ vậy đó. Một cúc ha, đây cũng một nút, hai túi hai bên, rất là trẻ luôn. Ở phía sau nó có sẻ như thế này, nhưng mà size nhỏ thôi, tầm khoảng 50-55 kg quay đầu.
lên giùm em mã là 2155. 2155 giùm em hát rất đẹp, 2155. À, hiện áo vest của em thì màu đen là nhiều ha. Ngoài ra thì chút xíu nữa em có lên xen kẽ cho mình, em sẽ lấy thêm những cái màu sắc gì đó. À, dành cho các chị tầm khoảng 65kg quay đầu giùm em ha. Mẫu vest và hiện tại nó có 3 cúc, chỉ có một túi ở phía trên thôi. Tay của em là tay dài nha các chị nha, còn đầy đủ tab luôn. Ở phía sau đẹp, màu đen rất là dễ mặc nha các chị. Lên giùm em mã 2273. 2273. 2273, lấy màu đi thôi. 2273, lấy cái áo màu này nè. Nãy giờ đen nhiều rồi, lấy áo màu đi. Rồi em có một cái áo dạng dành cho các chị size to. Tầm khoảng 70kg quay đầu nha. Trên đây có một cái túi phụ, hai túi hai bên. Và em có hai nút nguyên vàng, nút đầy đủ luôn các chị ha. Dạng áo vest tầm khoảng 70kg quay đầu đi. Ở phía sau mình có sẻ như thế này. Màu đen rất là dễ mặc, hai lớp. Lên giùm em mã là 2142. 2142 50.000. 2142. Em có một chiếc màu khác màu đen, đó là màu xanh. Xanh này chắc là xanh xanh là gì, xanh lam hết ta. Gọi là xanh xanh gì quên tiêu rồi, xanh rêu. Xanh rêu nha các chị ha, cái màu xanh rêu rất là đẹp luôn. Một nút như thế này. Giờ em để em chưa có ủi á, chứ em giặt rồi xong hết trơn, giặt ủi giờ để vô bọc cái nó hơi nhăn ha, vì mình ủi là sạch đẹp nha. Nguyên bộ nút rất là viên luôn, các chị nhìn nguyên bộ của nó như thế này ha. Bên đây còn đầy đủ, tay cũng dạng không phải quá dài đâu, hơi lỡ lỡ tí xíu. Bên trong hai lớp giùm em, cho các chị tầm khoảng 65kg quay đầu. Trời, cái màu đẹp quá, màu xanh rêu, lâu lâu em mới có màu này thôi nha các chị ha. Lên giùm em mã là 2265. 2265 cho các chị tầm khoảng 70kg quay đầu. 2265. Ôi một siêu phẩm. Siêu phẩm dành cho các chị tầm khoảng 80kg, 80, 85kg quay đầu ha. Mình mặc áo khoác ngoài thì cho các chị 90kg luôn. Một cái áo mà màu gọi là màu tím hoa cà nha. Nguyên một cái dàn nút như là đáng tiền rồi các chị ha. Đó, dạng phọc dài ở phía trên. Áo rất là sang luôn. Hai túi đứng hai bên. Nguyên bộ nút còn đầy đủ luôn ha. Tay của em này tay dài và phía trên mình có cái phần cầu quai độn hai bên rất là to nè, tạo cái sự sang trọng nha các chị ha. Rồi. Hàng còn táp luôn. Lên giùm em mã là 2347. Trời ơi, 2347 không biết mình có thấy được cái form không ta. 2347 màu tím hoa cà nha. 2347 nó cao xuống tới dưới luôn á. Nếu mà em mặc là tới đầu gối của em á, em 1m63 đó. Cho nên mình mặc phục dài thì mình lấy mẫu này. Siêu phẩm là 2347. Em có một em mã beo rất là chất luôn nha các chị ha. Rồi. Mã beo này thì tay là tay dài, phối 4 nút rất là đẹp, cổ tròn. Hàng Pia Cardin luôn, Pia Cardin của Paris ha, hai lớp. Các chị mình tranh nhau cái mẫu này đi. Ở trên đây nó có cái đệm vai rất là nhỏ nhỏ chỗ này ha, Pia Cardin luôn, rất rẻ. Lên giùm em mã 2278. Đáng lẽ cái này em phải cao hơn đó, mà do nó trong lô ha. 2278 50.000. 2278 màu đen này tiếp tục dưới đây. Rồi em tiếp tục nha. Một em màu xanh này chắc gọi là màu xanh lính ha. Màu xanh này em không biết màu xanh gì nữa mà đẹp quá. Cho các chị khoảng 80kg quay đầu. Ở phía trên đây có một cái túi phụ, hai túi hai bên rất là to ha. Chất vải mỏng nha các chị, ở trên nó có hai cái cầu vai. Tay là tay dài, khoảng 80kg quay đầu đi. 80kg ha, to to, cái màu xanh đẹp nha. Lên giùm em mã là 2336. 2336 50.000 mua 3 sản phẩm free ship nha các chị. Em có một cái áo vest tiếp tục lại là màu đen. Mã này nhỏ dành cho các chị tầm khoảng 60kg quay đầu ha. Hai túi hai bên, túi này mình có thể để vô bên trong như thế này cho nó sang. Một cái túi phụ ở trên, hai lớp, tay dài nha các chị nha. Rồi khoảng 60kg quay đầu, ở phía sau người ta sẽ tài như thế này. Lên giùm em mã là 2142. 2142 50.000. Mua 3 sản phẩm bên em sẽ reship. Một chiếc áo size tầm khoảng 55-60kg quay đầu dành cho các chị nha. Độ mới khá là cao. Chỉ có một cái túi phụ ở trên thôi, hai lớp. Ở phía tay là tay dài như thế này. Ba cúc còn đầy đủ. Dạng áo vest mình mặc đi công sở. Lên giùm em mã là 2273. 2273 50.000 mua 3 sản phẩm reship. 2273. Một chiếc có phối kẻ sọc cho mình nè, nhưng mà size nhỏ khoảng 55kg quay đầu thôi. Một cúc rất là sang. Có họa tiết hơi kẻ sọc một tí xíu nha các chị nha. Tay dài còn đầy đủ nút hết luôn, mình chỉ về và mình mặc thôi. Bên em đã giặt ủi sạch sẽ hết rồi, chỉ có để lâu thì hơi nhăn. Size của trên này thì ghi là size 7 á, nhưng mà em nghĩ chắc cái này khoảng 55-58kg quay đầu thôi. Mã 2152 50.000. 2152. Một em tiếp tục là màu đen.
Size này thì cái mẫu form mình mặc đó, nó hơi lửng lửng ở phía trên tí xíu cho các chị khoảng 65 kg quay đầu nha. Cái bộ nút ở phía dưới đây và ở trên đây nó đồng bộ với nhau rất là đẹp ha. Hai túi hai bên, hai lớp giùm em. Đẹp quá. Lên giùm em mã là 2252. 2252 giùm em nha các chị nha. 2252. 2252. Là tiếp tục một em màu đen nữa cho các chị tầm khoảng 60 kg quay đầu. Mẫu này thì dài dài ha. Tay của em này là tay dài 3 cúc và hai túi hai bên, hai lớp. Trên đây có cái cầu vai tí xíu nha các chị. Mã giùm em 2138 50.000, mua 3 sản phẩm free ship 2138. Em có một chiếc áo mình dạng áo khoác hàng ngày hoặc là mình mặc dạng áo kiểu cũng ok đó nha các chị ha. Màu của em này là hơi màu xanh phối với đen. Mỏng mỏng nhẹ nhẹ nha. Ở phía bên trong người ta giấu cúc hết rồi nhưng mà còn đầy đủ hết nha, có bâu. Dạng áo kiểu cũng được nha các chị ha. Cho các chị tầm khoảng 65 kg quay đầu. Lên giùm em mã là 0603. 0603. 50.000, mua 3 sản phẩm free ship. Một em màu xanh coupon giùm em. Cái này là dạng cardigan mà tay dài á các chị nha. Dành cho các chị tầm khoảng 70 kg quay đầu, rất là mỏng nhẹ, cái chất là cái chất linen của Nhật luôn á. Tay là tay dài, hai túi hai bên và một cúc nha. Làm ở trên cái đường cổ rất là sang, mình mặc một cái áo trong rồi sau đó mình phát ở ngoài, nó mỏng mỏng như thế này nha các chị nha. Lên giùm em mã là 2183. 2183 50.000, mua 3 sản phẩm free ship. 2183. Và em có một cái chiếc siêu phẩm màu xám nè các chị. Chiếc siêu phẩm này thì có một nút thôi. Trời ơi, cái nút nó quá trời đẹp luôn à. Nó rất là sang nha, dành cho các chị tầm khoảng 70 kg quay đầu. Ở đây là cái chất nó giống như giả trước mỏng vậy đó. Và phối cái cổ rất là mới luôn. Hàng có thương hiệu, còn táp hai lớp nha các chị nha. Cái này mình đi mặc công sở là quá đẹp, tầm khoảng 70 kg quay đầu giùm em. Mã là 2295. 2295. 2295 giùm em. Rồi em có một cái áo này thì áo này bị lỗi rồi. Nếu mình có đơn từ 5 sản phẩm trở đi em sẽ tặng, lên giùm em mã tặng ha. Nó hơi bị chày chày như thế này thôi. Lên giùm em mã tặng 0 đồng. Nhưng mà mình mua 5 sản phẩm trở đi thì mới là tặng nha các chị nha. Tặng 0 đồng. Đối với quá đơn 5 sản phẩm trở đi tặng 0 đồng. Em có một cái cũng dạng cây găng tay ngắn nha các chị, mình mặc dạng áo kiểu cũng được. Có hai cầu vai hai bên, kẻ sọc tay ngắn, hai cái túi hai bên và một nút. Bên trong mình mặc cái áo gì đó rồi sau đó mình khoác ở bên ngoài làm kiểu đó các chị ha. Cho các chị tầm khoảng 75 kg quay đầu. Mã giùm em 2194. 50.000. 2194 50.000, mua 3 sản phẩm free ship. Một chiếc áo vest màu trắng dành cho các chị tầm khoảng 55 kg quay đầu nè. Tay là tay lỡ thôi, hai túi hai bên một nút nha. Làm cái quả tiết sọc ngang á các chị, sọc ngang phối với sọc đứng nha. Dạng áo vest tầm khoảng 60 kg quay đầu. Lên giùm em mã 2143 50.000. 2143. 2143 giùm em. Một chiếc màu nâu đất. Wow, màu nâu đất này đẹp quá nhưng mà cái size hơi nhỏ rồi. Màu nâu đất này thì mình mặc lên rất là sáng da nha các chị ha, người ta hay gọi là màu tây á. Ở đây người ta có xẻ tí xíu và nguyên cái bộ cốt còn đầy đủ ha. Bên trong hai lớp, cái màu đẹp quá. Trên đây có cầu vai nhẹ nha các chị nha. Cho các chị tầm khoảng 55-60 kg quay đầu đi. Lên giùm em mã 2231. 2231. Mua 5 sản phẩm thì em có tặng đó. 2231. Cái này bỏ ra, cái này không được. 2231. Rồi em có một cái áo dành cho các chị mà size to nè. Cũng là cái dạng cardigan nha. Màu này thì các chị tìm khó kiếm lắm, lâu lâu mới có trong cái đợt này thôi. Rất là đẹp ha, cái chất cũng xịn luôn nè. Ở phía trên đây người ta sẽ có hai cái nút dấu ở bên trong nha các chị ha. Chỗ này em thấy người ta làm kiểu nè. Nút thì có hai cái nút trên cái tay, còn đầy đủ hết giùm em luôn. Bên trong hai lớp, còn tác hãng, cầu vai ha. Size tầm khoảng 80-85 kg quay đầu. Dành cho các chị mà mình biết phối đồ nha, chỗ cái chất rất là đẹp luôn. Lên giùm em mã là 2271 50.000. 2271. 2271 giùm em. Một siêu phẩm. Màu xanh này là xanh coban hết á. Xanh coban hai túi hai bên nguyên vàng cúc đẹp và có một cái gọi là cái đai ở trên eo luôn nha các chị ha. Rồi. Tay ngắn. Mã này tầm khoảng 60 kg quay đầu. Mã này em không thấy tát rồi. Lên giùm em mã xanh xanh gì ta? Xanh VIP đi.
xanh VIP 50.000. Xanh VIP. Một em màu tím. Màu tím hoa cà. Chị nào thích màu tím thì lấy em mã này giùm em ha. À, nguyên cái giặt cúc còn đầy đủ phối giữa màu tím và màu đen ha. Mẫu vest dành cho các chị khoảng 60-63kg quay đầu. Trời ơi, cái này là cái chị mà mình biết phối những cái quần ống rộng ha, rồi quá đẹp. Lên giùm em mã là 2136. 2136 50.000. 2136. 2136 này tầm khoảng 60kg quay đầu thôi nha các chị nha. Em có một em gọi là hoa lá hẹ mùa hè nha các chị nha. À, em này thì tầm khoảng 80kg quay đầu. Hai túi hai bên, một cúc ở đây thôi và nó có cái bâu nhỏ ngay chỗ này. À, đây là mình mặc đi biển là đúng bài luôn nha các chị ha. 80kg quay đầu. Khỏi cần các chị cần phải ký gì cả, mình chỉ cần ở bên trong mặc cái áo trắng rồi sau đó khoác ra ngoài dạng mỏng nhẹ mà gọi là nổi bật đi trên biển là ok ha các chị ha. Khỏi cần phải coi size gì hết trơn, mình mặc khoác khỏi dài cái cúc này là rất là trẻ trung. Lên giùm em mã 2375. 2375 50.000. 2375 giùm em. Em có một chiếc áo vest màu trắng kem. Mua ba sản phẩm bên em reset nha các chị. Mẫu này thì mình khoảng 55kg quay đầu thôi, ba cúc nè. Còn rất là mới luôn. Hai lớp bên trong, 55kg quay đầu, ở phía sau cỡ giống như là hơi trẻ trung năng động nè. Lên giùm em mã 2147 50.000. 2147 mua ba sản phẩm trở đi bên em sẽ reset nha. 2147. Và em có một cái siêu phẩm lưới. Lưới này là lưới quả tiết vuông luôn á các chị nha. Này mình mặc dạng áo kiểu nha các chị ha. Ở bên trong mặc cái áo quay dây màu đen hay gì đó, sau đó mình khoác ở bên ngoài bỏ ra cái này luôn là đã đẹp ha. Đi biển đi đâu đi chơi, hàng thương hiệu Zeta nè. Zeta mình thấy có thương hiệu trên túi, trên ví, giày cũng có thương hiệu này nha các chị ha. Mình mua rất là mắc luôn. Em này thì nó dạng lưới, mình phải phối ở bên trong thêm. Còn không thì các chị đi biển thì mặc nói chung là rất là đẹp luôn ha. Đây bộ cúc đầy đủ. Lên giùm em mã là 2144. 2144 50.000. Mua 3 sản phẩm trở đi bên em reship. Một chiếc gọi là các chị thích màu nhẹ mà gọi là phối màu á, mình lấy mã này. Nguyên bộ cúc đầy đủ, hai túi hai bên nha các chị ha. Ở trên đây mình có cái cúc cài nữa nè, nhưng mà do em cài vô thì em không có thấy được, không có để cái móc vô được cho nên em mở ra đó ha. Cho các chị khoảng 75kg quay đầu. Lên giùm em mã là 23 23 23 23 giùm em. 23 23 giùm em nha. Một mã size to dành cho các chị. Quá VIP luôn. Ôi cái này là mình có thấy không ạ? Nó sẽ cao lên tới bên trên dạng áo áo cao găng nó tới đầu gối của em luôn á. Em 1m63 là tới đầu gối của em, mình mặc dạng cọc dài nha các chị. Trời nó đẹp quá. Bên trong ở các cái đường viền này người ta làm ren ha. Bên trong hai lớp như thế này. Quá trời đẹp luôn. Ở ngoài nó màu hồng nha các chị ha. Ở đây nó có túi, hai túi hai bên. Và cái túi đứng nữa nè các chị. Túi đứng này luôn ha. Rất là đẹp. Túi này thì túi này người ta làm kiểu thôi. Vậy là người ta để vào túi đứng hai bên giùm em. Nguyên một cái vàng nút còn đầy đủ hết. Mã giùm em là 2302. 2302. 50.000 mua ba sản phẩm reship. Em có một em màu trắng kem tay lỡ dành cho các chị tầm khoảng 55kg quay đầu nha. Hàng của Juno. Em cứ nghĩ là Junko của Nhật không? Thì hàng cũng của Nhật nhưng mà hiệu không phải hiệu của túi. Đây nguyên vàng cúc cho các chị ha. 55kg quay đầu. Lên giùm em mã là 2325. 2325. 23 cái này chưa? 2325. Trời đất. Rồi em có một chiếc siêu phẩm màu đen dành cho các chị khoảng 55kg quay đầu. Tay dài nha các chị ha. Hai lớp và trên cái cổ áo người ta làm cái quả tiết nè. Một cúc nha. Một cúc gà lẫy nha thôi. Tầm khoảng 55kg quay đầu. Lên giùm em mã là 2166. 2166. Một em mình có thể làm áo kiểu được ha. Dạng khoác nhưng mà mình làm áo kiểu giùm em. Đó, chất mỏng nhẹ hàng ngày nha. Đó, mình làm dạng áo kiểu ở bên trong một cái áo ra vậy thôi. Ok. Lên giùm em mã là 60kg quay đầu thôi. Mã 2364. 2364. 2364 giùm em. Một em màu xám đất size nhỏ dành cho các chị khoảng 50kg quay đầu đi. 50kg quay đầu. Bữa nay có người hỗ trợ cho nên em quay hơn anh á, nãy giờ mới có 20 phút mà khá là nhiều mã dành cho các chị ha.
Dạng áo vest nè, ở đây mình có hai túi, một cúc, trời cái cúc của nó đẹp quá. Tay em này tay lỡ thôi, không phải dài 50 kg quay đầu thôi. Mã giùm em là 2356. 2356. Tiếp tục màu em vest tối màu, màu đen giùm em nha. Em này khoảng 60 65 kg quay đầu các chị, hai túi hai bên một cúc nữa ha. Tay có xẻ bên trong hai lớp thương hiệu của Nhật gì của Pháp gì ở đây nè các chị, size ghi size 40, khoảng 60 65 kg quay đầu, lên giùm em mã là 2236 50.000. Mua 3 sản phẩm liên ship 2236. Một em có một cái chiếc lạ lạ dành cho các chị, mình có thể mua dành cho con cháu hay là gì đó, tại sao nó hơi khá là nhỏ, khoảng 50 kg quay đầu ha. Nhưng mà mẫu phối rất là hiện đại giống như lông vậy đó các chị ha. Rồi, ở đây em thấy hai nút kim loại. Size tầm khoảng 50 kg quay đầu thôi, 50 52 gì đó. Mã giùm em 2305. 2305. Nếu tối kịp thì em lên thêm túi cho các chị nha. Tại vì giờ em lên áo này sau đó tối không biết có lên kịp không. Không kịp thì ngày mai em sale tiếp túi, ví, giày gì em còn nhiều mã lắm. Rồi quần tây, rồi áo sơ mi, áo thun gì đó nhiều lắm nha các chị, cứ tranh thủ coi túi da Nhật Cần Thơ. Thường là dạo này em hay có hàng sale thì em sẽ lên không đúng giờ, còn không thì cứ hai cái khung giờ là 12 giờ 19 giờ hàng ngày. Các chị mình cứ theo dõi túi da Nhật Cần Thơ giùm em ha. Một em mà gọi là màu phối rất là đẹp ha. Nhìn cái cổ của em này rất là ma mị nè. Người ta sẽ làm những cái họa tiết nha các chị ha, họa tiết giống như bi vậy đó và phối màu. Hai lớp giùm em, cho các chị tầm khoảng 65-70 kg quay đầu. Lên giùm em mã em này là 2350. 2350, trời đẹp quá, 2350. Đợt này các em mới thấy là có khá là nhiều mẫu màu sắc nè. Mấy video trước đó thì toàn là đen xám không. Một em tầm khoảng 55 kg quay đầu, các chị mình mặc phối kiểu giùm em ha. Đây nó có một cái nút nữa nè. Đó, đẹp quá. Màu tím, màu phối với màu xanh ha, tím hồng hết à. Hai lớp bên trong khoảng 55 kg quay đầu, hai túi hai bên nha các chị nha. Ở đây người ta làm một cái túi và có những cái nút dài nữa nè. Có cầu vai ở trên, mình mặc phối với một cái quần tây hoặc chân váy là đẹp. Lên giùm em mã là 2308, cho các chị khoảng 55 kg quay đầu thôi, 2308. Em có một em cũng lại là phối màu 3D nữa nè, cho các chị tầm khoảng 55 kg quay đầu. Ở đây người ta sẽ có một cái cúc như thế này. Kiểu em này là mình làm mặc dạng ốc kiểu nha các chị ha, tay lỡ, bộ cúc rất là đẹp luôn, có cầu vai hai bên. Đó, phía sau nè, nhìn màu sắc đẹp quá. Mã giùm em là 2332. 2332. Một em áo khoác cho các chị tầm khoảng 50-55 kg quay đầu thôi. Áo khoác hoặc áo dạng áo kiểu cũng được luôn, có nguyên dạng cúc lên các chị ha. Có bầu giống như áo sơ mi vậy đó. 55 kg quay đầu thôi, mã 2317. 2317. Cái màu vàng vàng nghệ nó rất là mới nha các chị nha. Em có một mã vest màu xanh than cho các chị nè. Người ta gọi là màu xanh than. Nhìn rất là cô gái Nhật luôn á. Ở đây một túi, hai túi hai bên, bốn cúc nha các chị ha. Thương hiệu nó còn ở ngay chỗ này luôn. Tay là tay lỡ thôi. Ở phía sau có xẻ tà. Lên giùm em mã là 2151, 50.000. 2151, 50.000, mua 3 sản phẩm bên em reship nha các chị nha. Rồi, em có một cái áo cũng khá là đặc biệt là người ta gọi là cây cho các chị tầm khoảng 80 kg quay đầu, một vườn hoa lá luôn, tay dài hết các chị. Ở đây em thấy không có cái nút nào hết trơn á, chỉ khoác thôi, bên trong hai lớp, có cầu vai hai bên. 80 kg quay đầu giùm em, ở phía sau cũng y hệt luôn. Mã giùm em là 2206. 2206. Rồi em tiếp tục. Một em mà vừa làm áo khoác mà nó ngắn tay, dạng áo kiểu cũng được nha các chị ha. Phọt dài hết á, phun dài cho các chị tầm khoảng 75-80 kg quay đầu, hai lớp. Và em thấy hơi bóng bóng nha. Áo này nó lạ lạ là nó chỉ có một cúc ở phía trên thôi, còn lại giống như khoác ở ngoài hay sao. Ở phía sau người ta chẻ rất là tại áo này dạng phọt dài á, màu xanh nha các chị nha. Lên giùm em mã 2279. 2279. Áo phọt dài luôn. Ủa, cái này nãy rồi mà. Em có mẫu này cũng giống như mẫu hồi nãy, nhưng mà họa tiết nó khác thôi các chị. Cho các chị tầm 80 kg quay đầu ha, cũng y hệt như chiếc hồi nãy là không có nút, chỉ có dạng cây găng vậy thôi, hai lớp.
Nguyên một vườn hoa tiếp tục nha. Lên giùm em mã là 2221. 2221 89 quay đầu. 2221. Rồi em có một em vest màu đen. Chắc là một video không hết, chắc là thêm một video nữa quá. Chắc vậy. Rồi em có một cái chiếc áo vest ra cuối video đi. Mã siêu phẩm. Nó có hai túi hai bên, một cúc nha các chị ha, hai lớp. Còn táp cho các chị tầm khoảng 75 kg quay đầu ha. Rồi lên giùm em mã là 2160 50.000. 2160 50. Tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay đồng giá 50.000 và mua sản phẩm 3 sản phẩm trở đi bên em free ship. Cảm ơn quý cô chú anh chị ạ.